Chào các bạn. Đây là một chiếc máy bay rất đặc biệt, một chiếc máy bay được mong chờ nhất tại bất kỳ đâu trên thế giới. Đây chính là chiếc máy bay lớn nhất thế giới, Antonov An-225 Mriya. Chỉ có một chiếc An-225 duy nhất đang hoạt động trên thế giới, và rất ít sân bay có thể tiếp nhận được loại máy bay này do kích thước quá khổ của nó. Vì vậy chiếc máy bay này lại càng hiếm gặp. Theo như mình nghĩ thì không có sân bay nào ở Việt Nam hiện tại đủ điều kiện để tiếp nhận loại máy bay này. Như ở sân bay Nội Bài có hai vị trí đỗ lớn nhất là vị trí 51 và vị trí 29, đủ sức tiếp nhận loại máy bay có sải cánh từ 80 m đổ xuống, bao gồm cả máy bay chở khách khổng lồ Airbus A380 với sải cánh 79,8 m. Tuy nhiên chiếc An-225 này có sải cánh lên tới 88,4 m, lớn hơn khá nhiều sải cánh của chiếc A380. Chiếc máy bay lớn nhất thế giới này đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Hostomel, là căn cứ của hãng Antonov Airlines. Video này mình được một người bạn Ukraine làm cho công ty Antonov cho phép sử dụng trên kênh của mình. Đây là video do bạn ấy tự quay. Có ai có thể cưỡng lại sức quyến rũ của chiếc máy bay này, kể cả đang làm cho hãng sở hữu chiếc máy bay này. Quả là một kỳ quan vĩ đại của ngành hàng không. Chiếc máy bay ngoại cỡ này có thể chở được lượng hàng hóa lên tới trên 250 tấn, trong khi các loại máy bay vận tải cỡ lớn khác như An-124, C-5 Galaxy hay Boeing 747-8F chỉ có thể chở được lượng hàng hóa khoảng 150 tấn. Chiếc này có thể coi là phiên bản phóng to đặc biệt của chiếc An-124. Nó sử dụng 6 động cơ D-18T thay vì 4 như chiếc An-124. Và đây chính là chị em của nó, một chiếc An-124 của cùng hãng đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Hồi đầu năm nay thì chiếc máy bay này cũng đến sân bay Nội Bài khá nhiều lần. Ngoài việc ít hơn 2 động cơ thì đuôi đứng của chiếc An-124 cũng khác. Nó sử dụng đuôi đứng đơn thay vì đuôi đứng kép như chiếc An-225. Dàn bánh đồ sộ của chiếc An-124 vừa chạm vào đường băng sân bay Nội Bài. Dàn bánh này có tới 24 bánh xe. Tuy vậy dàn bánh của chiếc An-225 còn nhiều hơn, lên tới 32 bánh xe. Và đây là pha cất cánh của chiếc An-124 của hãng Antonov Airlines ở sân bay Nội Bài. Đây là một trong những chiếc máy bay lớn nhất thường đến sân bay Nội Bài. Mình cũng không rõ loại C-5 Galaxy của Mỹ từng đến sân bay này hay chưa, nhưng chiếc An-124 còn lớn hơn chiếc C-5. Hãng Antonov Airlines còn sở hữu một chiếc máy bay độc đáo khác. Đó là chiếc An-22, loại máy bay sử dụng động cơ turboprop lớn nhất thế giới. Hy vọng có một ngày hãng mang chiếc máy bay này đến sân bay Nội Bài. Loại An-22 trông còn giống loại An-225 hơn chiếc An-124 này. Chiếc An-124 bắt đầu chạy đà để cất cánh. Chiếc máy bay này chạy đà khá dài. Và cuối cùng nó cũng đã bay lên không trung. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.